Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình. Và hôm nay mình muốn thông báo anh em một tin rất vui anh em ạ. Tựa game bom tấn của chúng ta Genshin Impact đã chính thức open beta và khai mở server châu Á. Hiện nay anh em hoàn toàn có thể chơi trên các nền tảng như mobile, console cũng như trên PC. Hiện tại mình đang chơi trên phiên bản PC anh em nha, mình đang test. Khá là luồn. Để chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thôi. Sẽ chạy theo Paimon để làm nhiệm vụ. Tựa game này đã hỗ trợ những ngôn ngữ tiếng Việt cho anh em rồi, chúng ta hoàn toàn phải chơi rất dễ dàng. Climbing depletes stamina and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. We're off to a statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? Nhiệm vụ theo rất dễ thôi anh em ạ, chúng ta cứ chỉ theo và làm thôi. Đến các điểm trên bản đồ đây. Đây là một tận game nhập vai hành động phiêu lưu theo cốt truyện. Tựa game Genshin Impact chúng ta thì làm được làm trên cái đồ họa của Engine 4 anh em nha. Rất hay. Mình sẽ tắt cái nhạc này đi để trải nghiệm 100% cho nó hay nhất. I'm not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first and there's a... Đầu game thì người anh của cái nhân vật chính như này, của cái bạn con gái này này, nó bị một cái thần gì đó bắt đi, không biết có phải là không thần không. Một câu chuyện đấy, tin tức của anh trai bạn, tôi nghĩ như vậy đó. Chúng ta cứ chạy theo cái con Paimon lo to này thôi. Nhiệm vụ anh em ạ, trên đường chúng ta có thể nhặt được rất nhiều tài nguyên, thì thùng các thứ này, hoa quả để chế biến đồ ăn hồi máu cho anh em và có thể tăng một số cái chỉ số cơ bản của chúng ta lên, công tốc thủ. Đây, Paimon này hướng dẫn chúng ta bơi qua đây. Nếu mà lúc bơi qua đây anh em hết thể lực thì sẽ chết giữa đường nha. Bơi nhanh để anh em ấn ship. Lên một cái tượng. Did you just feel the element? Seems all you had to do was just touch the step. As much as they may want it, people in this world can never... It's a bit rude to say, if we keep heading west from here, well, Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. Mondstadt là thành phố của gió, thờ phụng phong thần trong một vị thần. So perhaps, because you got power from the god of animal, you can find some food there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them is the news of your brother. Let's move then. The elements in this world were... Một chuyện rất hay em ạ. Tại thì mình chưa thấy là tựa game này nó chơi theo kiểu multiplayer như nào nhé. Chơi game này khá kiểu tự kỷ anh em ạ. Chúng ta cần phải chơi một mình thôi. Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers?
Thiên thần tượng. Anh em có thể dùng những cái cục để anh em cống hiến vào những cái thần tượng này này. Thần tượng năm phước. Ta đi xem cái điểm vàng vàng này là nhiệm vụ thôi, rất đơn giản tự game của chúng ta. Mọi người không thấy không biết này có cho nhập tổ đội để chúng ta cùng nhau chơi không nhỉ? Hay là chỉ được một người chơi thôi? Wow, có con rồng bay trên đầu mình em ạ. Nếu chơi combat thì anh em có thể ấn chuột trái để đánh thường này, giữ chuột trái để nó dùng những cái skill nó liên hồi, nhấn từng phát chuột trái, đây là từng phát chuột trái này, còn giữ này, đấy, xéo liên tục. Rất là dễ dàng thôi. Sẽ đếm những điểm vàng đó, chúng ta sẽ mở được những cái phần cốt truyện tiếp theo, chúng ta cứ đi theo và làm nhiệm vụ thôi anh em nhé. Đấy chưa? Game nhạc hay, nhân vật đẹp sexy, một chuyện cực kỳ hay luôn. Mình đã từng chơi thử qua ở server Trung Quốc thì mình thấy nó giống y xì luôn server châu Á này anh em ạ. Is he talking to a dragon? Một cảm giác bên server châu Á này thì ping tiếc ngon hơn rất nhiều. Server Trung Quốc nó còn hình trọng hơi giật lag, combat nó hơi lag giật, loát nó không được mượt như bên này. Anh em Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể chơi đây mà không lo về vấn đề mạng mẽo, trải nghiệm hoàn toàn ok 100%, rất là ngon. Managed to grab up just what? It definitely has. Yeah. Oh, what's that? Chơi mấy cái nhân vật của mình bên xứ Trung Quốc lên nó 20. Xoay xoay là mấy con khá ngon anh em ạ. Và lướt qua ở đây mấy cái nhiệm vụ đi, xem nó cho mình những cái gì. Mấy cục tinh thạch còn này. Quà này anh em này. Đấy, toàn bộ đi. 10 mối duyên tương ngộ luôn anh em nhé. Một cánh bảo vệ. Chúng ta có thể vào chỗ phần cầu nguyện nhưng mà đây chưa mở nha anh em nha. Thưởng đăng ký trước này. Cảm ơn server thưởng 10 triệu lượt đăng ký trước. Một cánh. Sự kiện Barbara bước lên sân khấu. Đầu tiên là món Noel, chắc chắn nhận được Noel này. Dùng thử nhân vật. Nó sắp xuất ra nhà thơ Betty. Cầu nguyện thân hình và vũ khí này. Sự kiện vạn dân đồng hành. Và cũng cấp 3. Đây, khiêu chiến chỗ vạn dân đồng hành mà tầng 3 phòng 3 anh em nhận được. Xiang Linh tướng free ngon, cho mình đánh giá là cũng khá là ngon, chứ không quá ốp, nhưng mà đây là một tướng dùng thương đang gây ra cũng khá là ok anh em nha. Sau khi nhìn hay đẹp mắt hoa mỹ. Du hành thế gian năm gói quà đặc biệt.
cũng tương đối giống như server bên Trung Quốc thôi anh em nha. Chúng ta phải làm qua một lần loạt nhiệm vụ thì anh em mới mở chức năng cầu nguyện anh em, để anh em sở hữu những bạn đồng hành mới. Nhưng mà thôi, clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi anh em nha. Review qua cũng như thông báo cho anh em biết tin game bom tấn OIC Game Park của chúng ta đã chính thức khai mở Open Beta, anh em hoàn toàn có thể tải về và chơi tập 2. Bye bye, bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Anh em nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Đừng quên ấn vào cổ chuông thông báo nhỏ nhỏ để xem những clip mới nhất của mình. Bye bye.